Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. Today we are going to learn how to pronounce five common female names in Vietnamese. Giang, 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 Nhung, 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 Yến, 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 Nga, 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 Mai, 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 Mai. Thank you for watching my video and I look forward to seeing you next time. Bye bye.